Rồi, xin chào tất cả quý anh em. Rồi chào mừng quý anh em tiếp tục trở lại với quán xe Trường Thi. Rồi, giới thiệu quý anh em một cây hải châu. Một cây hải châu và một cái tượng ông thọ. Cây khá là chìm cây. Cây này có bộ đế rất là đẹp nha quý anh em. Bộ đế rất đẹp. Mặt tiền mặt hậu cũng chơi khá là ok nha. Cây dòng khai thác già. Cây này cái bộ chân rễ cực kỳ đẹp luôn. Cây chi cành làm rất là bài bản. Phần chi phần cành rất bài bản nha. Cái này cũng hàng của xa đằng trà, của xa một người B. Cây khá là duyên cây. Cây này thì sang năm chúng ta chơi hoa trái của nên hôm nay là xem như là hết mùa hoa trái rồi. Cây khá là duyên nha. Rồi cây này đa hoành của nên cái hoành bẻ nó cũng khá là lớn nha. Hoành bẻ của nó thì tầm khoảng gần 40 của nên, còn hoành thân tại vị trí này nó là 14 nha. Cây có chiều cao tính từ mặt chậu lên ngọn là 40 và phủ tán còn 40 và cái chậu tượng này chiều cao của chậu tượng là 19 nha, và cái tổng tượng này nó cũng khá là lớn, 32. Cây khá là ok. Của anh em xem phần chân đế, chân bệ đó. Chân bệ nó rất là vững chãi nha, tất cả như rễ ok hết, đều sống hết nha. Của anh em cây khá là hay, cây ok nha. Chi cành này làm rất kỹ luôn này, chi cành làm phân chi phân cành rất là bài bản nha. Một cành, hai cành, ba, bốn, năm, tổng là năm cành. Chi cành làm rất là bài bản. Cái này ok lắm nha, của anh em lá ok đẹp nha. Vừa cắt lại phồng tán cho của anh em chơi. Cái này sang năm ta chơi hoa trái nha, năm nay thì xem như hết mùa rồi. Cái mục này thì ở xanh thì để của em muốn xây dựng cái tử nhỏ chỗ đây thì người ta xây dựng hơn không ta tự bỏ nha. Mình xanh thì để cho bên em tự lựa chọn. Cây chi cành đẹp ok. Cái này chào giá 3.3 triệu của em, 3.300.000 bao ship. Của em hợp ý thì gọi điện trực tiếp thì các bạn thông qua số Zalo. Một cây hải châu như này khá là ok rồi, khá là đẹp nha. 3.3 triệu bao ship cả đây cả chầu, ship toàn quốc và ship toàn nhà. Của anh em quan tâm thì ủng hộ xin kỳ video, hợp ý thì ủng hộ cách gọi điện trực tiếp thì các bạn thông qua số Zalo. Chốt cây thì cặp trước quan sang thì tí đỉnh sẽ ship cây của anh em. Rồi 3.300.000 bao ship.